Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đến với bản tin xe vé trong ngày của Capella Hà Nội. Vâng, thưa anh chị, sắp đến ngày mùng 2 tháng 9, ngày Quốc khánh Việt Nam, và đây cũng là một trong những kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Thì không biết anh chị đã lựa chọn được phương tiện cho gia đình mình để chúng ta có thể cùng gia đình đi chơi trong kỳ nghỉ lễ này chưa? Và ngày hôm nay em Khải xin giới thiệu cho anh chị hai mẫu xe đều đến từ thương hiệu xe Hyundai. Và xin mời anh chị, chúng ta sẽ bắt đầu. Vâng, mẫu xe đầu tiên mà em Khải muốn giới thiệu cho anh chị là một mẫu xe đến từ thương hiệu Hyundai và một mẫu xe cỡ nhỏ hạng A. Đó chính là Hyundai i10 kiểu dáng hatchback, được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, gốc Hà Nội anh chị nhé. Và chiếc xe này được đăng ký lần đầu là tháng 10 năm 2021, biển trắng, không kinh doanh vận tải anh chị ạ. Một chiếc xe khá là đẹp luôn, mới chạy được 26.000 km, màu xanh, nội thất đen, cực kỳ là đẹp. Vâng, và chiếc xe này thì bên em cũng đã trích test rất là kỹ rồi, cam kết về khung gầm, máy số là nguyên zin cho anh chị nhé. Và để sở hữu mẫu xe này thì anh chị cần bỏ ra số tiền là 375 triệu đồng. Tiếp theo là mẫu xe của đàn anh i10 và là đối thủ của Vios và Honda City, Hyundai Accent bản tiêu chuẩn, được sản xuất năm 2022, lăn bánh được 5 vạn km. Giá bán của chiếc xe này là 450 triệu. Mẫu xe thì có màu sơn là màu trắng, nội thất ghi. Và đây cũng là một chiếc xe tư nhân một chủ, biển trắng, không kinh doanh vận tải anh chị nhé. Đây là một chiếc xe cũng rất là đẹp trong phân khúc hạng B. Vâng, với phiên bản tiêu chuẩn này thì nó sẽ có thích hợp cho những anh chị nào có thể vừa mua về, kết hợp vừa đi gia đình vừa chạy dịch vụ. Nó chỉ kém phiên bản đặc biệt có một vài option như cửa sổ trời này, điều hòa tự động này, rồi mâm phay hợp kim. Thực ra thì đây là những cái option mà có cũng được mà không có cũng được. Nên vì vậy với phiên bản tiêu chuẩn và giá bán là 450 triệu, đời cao, đời 2022 thì nó cũng rất là thích hợp cho anh chị mới mua xe lần đầu hoặc chúng ta có thể mua về chạy dịch vụ. Vâng, trên đây là hai mẫu xe i10 và Hyundai Accent. Anh chị quan tâm đến một trong hai mẫu xe thì xin mời anh chị hãy gọi đến hotline của Capella Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp với bên em để bên em hỗ trợ cho anh chị. Em Khải xin cảm ơn và hẹn anh chị trong chương trình báo giá xe lần sau ạ.